GSGO xin được chào các bạn. Vào tháng 10 năm 1944, một trận hải chiến lớn nhất trong chiến tranh thế giới lần thứ hai đã diễn ra. Nó còn được mệnh danh là trận hải chiến khủng khiếp bậc nhất trong lịch sử loài người, chủ yếu giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có sự góp sức nhỏ của quân đội Úc. Trận chiến Vịnh Later. Hải quân đế quốc Nhật Bản buộc phải đánh bại hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ để ngăn chặn cuộc đổ bộ của Mỹ vào Philippines. Trận hải chiến huyền thoại trong lịch sử tại Vịnh Later có sự tham gia của ít nhất 280 tàu chiến các loại, khoảng 200.000 thủy quân và không quân tinh nhuệ nhất của các siêu cường quốc đã diễn ra hàng loạt cuộc giao tranh dữ dội cả ngày lẫn đêm trong giai đoạn cuối tháng 10 năm 1944 trên một khu vực đại dương rộng lớn. Không chỉ vậy, cuộc chiến này còn có sự tham gia gần như đầy đủ của các thiết bị chiến đấu trên biển tân tiến và mạnh nhất, cũng là một trong những trận chiến đầu tiên mà quân Nhật sử dụng đòn cảm tử, chiến thuật Kamikaze. Đối với Nhật Bản, Vịnh Later là trận chiến quyết định đến việc ngăn chặn Mỹ trở thành bá chủ Thái Bình Dương. Trên thực tế, nó vô cùng khốc liệt đến nỗi phía Nhật Bản đã phải dồn gần như toàn lực để chơi sát ván với Mỹ. Hãy cùng quay trở lại thời điểm tháng 6 năm 1942, giai đoạn đánh dấu bước ngoặt trong chiến tranh Thái Bình Dương. Lợi dụng lúc Mỹ đang choáng váng sau trận Trân Châu Cảng, Nhật đã tấn công đảo Midway với hy vọng tiêu diệt tàn quân Mỹ. Tuy nhiên, cuộc đời bất công nên cọng lông nó không bao giờ thẳng, mà cuộc đời cũng chẳng bình đẳng nên đừng cố vuốt thẳng cọng lông. Những nỗ lực cố gắng biến Mỹ tiếp tục trở thành nạn nhân đau khổ đã không thành. Người Nhật thậm chí còn bị đối phương phục kích với số lượng máy bay đông hơn, cùng hỏa lực tấn công vô cùng mạnh mẽ, khiến hạm đội hùng mạnh nhất châu Á lúc bấy giờ của Nhật Bản đã bị phá hủy 4 tàu sân bay, 1 tuần dương hạm bị đánh đắm, 1 tuần dương hạm bị hư hại, 248 máy bay bị phá hủy và khoảng hơn 3.000 binh sĩ thiệt mạng. Trong khi đó, Mỹ chỉ mất 1 tàu sân bay, 1 tàu khu trục, 147 máy bay và hơn 300 binh sĩ tử trận. Chiến dịch trái đắng này đã giáng một đòn thất bại nặng nề nhất cho Hải quân Nhật Bản. Sau chiến thắng tại Midway, Mỹ tiếp tục tấn công và đẩy lùi ranh giới chiếm giữ của Nhật Bản trên Thái Bình Dương. Khi đó, lực lượng chính của Hải quân Nhật đóng trên đảo New Britain, bao gồm không quân và hải quân rất đáng gờm, được tổ chức chặt chẽ, rất khó để Mỹ có thể giành chiến thắng ngay lập tức. Vì vậy, Mỹ đã định ra kế hoạch đánh chiếm phía đông Solomon bằng cuộc tấn công đổ bộ, đồng thời đánh đuổi quân Nhật khỏi phía bắc New Guinea. Giai đoạn cuối cùng sẽ là đảo Guadalcanal. Nhưng kế hoạch đó đã hoàn toàn thay đổi khi mà tình báo Mỹ đã phát hiện một sân bay mới ở Guadalcanal đang được xây dựng và các máy bay ở đó có thể hỗ trợ các cuộc tấn công mới của Nhật Bản từ Guadalcanal. Chính vì vậy, sân bay đó đã trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên của quân đội Mỹ trong giai đoạn này. Vào ngày 7 tháng 8 năm 1942, một cuộc tấn công lớn của Hải quân và không quân Mỹ vào Guadalcanal. Cuộc đổ bộ này gặp rất ít sự phản kháng nhờ yếu tố bất ngờ. Đến sáng ngày hôm sau, sân bay đã được quân đội Mỹ làm chủ hoàn toàn. Lực lượng của Mỹ tại Guadalcanal lúc này lên tới khoảng 19.000 binh sĩ. Tuy nhiên, Nhật Bản lại tin rằng lực lượng chiếm đóng của Mỹ tại Guadalcanal đã suy yếu sau giao chiến, nên thay vì tiếp tục phòng thủ, người Nhật lại bắt đầu phản công. Phòng thủ đôi khi là cái tội, nhưng tấn công vội thì nhiều lúc lại là cái đen. Và trong trường hợp này, cuộc phản công của Nhật đã là điều mà quân đội Mỹ mong đợi. Trận chiến Guadalcanal đã trở thành một chiến dịch kéo dài, đẫm máu. Nó như một thỏi nam châm hút lực lượng hải quân ở khu vực xung quanh vào tham chiến. Sau 4 tháng chiến đấu ác liệt, cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề. Trận chiến Guadalcanal đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Nhưng càng tiêu hao thì lại càng gây bất lợi cho Nhật, khi mà nguồn tài nguyên của họ dần cạn kiệt. Từ đó dần mang lại lợi thế với phong cách nhà có điều kiện của người Mỹ. Cuối năm 1942, mọi nỗ lực nhằm duy trì lực lượng tại Guadalcanal của Nhật Bản đã bị bóp nghẹt. Quân đội hầu như không được chi viện thêm về lương thực và vũ trang. Ngược lại, bên phía Mỹ, tổng số quân tham chiến đã tăng lên 50.000 và trang bị liên tục được bổ sung. Cuối cùng, người Nhật cũng nhận ra sự vô vọng của trận chiến tại đây và đến ngày 1 tháng 2 năm 1943, họ bắt đầu rút lui khỏi đảo. Khách quan mà nói, quân Nhật gần như thảm bại, tử trận tới 31.000 binh sĩ, trong số đó có 2.362 phi công dày dạn kinh nghiệm, 38 tàu chiến và khoảng 880 máy bay. Ngày 9 tháng 2 năm 1943, Hoa Kỳ tuyên bố chiến thắng tại Guadalcanal với tổn thất ít hơn, chỉ khoảng trên 7.000 binh sĩ tử trận, mất 29 tàu chiến và khoảng hơn 600 máy bay.
Vào mùa thu năm 1943, khu vực chiếm đóng của Nhật Bản là từ trung tâm và tây nam Thái Bình Dương, chạy qua quần đảo Marshall, quần đảo Gilbert, quần đảo Solomon ở phía bắc Guadalcanal và cắt ngang New Guinea. Ở phía tây nam, chiến lược của Mỹ là cô lập căn cứ Nhật Bản tại Rabaul, một thị trấn thuộc New Guinea, thay vì tấn công nó. Từ tháng 9 năm 1943, Mỹ liên tục đổ bộ vào bờ biển phía bắc New Guinea, bắt đầu cho cuộc tấn công vào Solomon. Ngày 20 tháng 11 năm 1943, từ Hawaii và New Hebrides, các hạm đội tấn công trong chiến dịch Galvanic đã tiến đánh Gilbert, đảo Makin và Tarawa. Sau những trận giao tranh ác liệt, các hòn đảo đã thuộc kiểm soát của Mỹ vào ngày 23 tháng 11 năm 1943. Đến ngày 23 tháng 1 năm 1944, một lực lượng khác của Mỹ từ Hawaii bắt đầu phát động tấn công vào quần đảo Marshall, Wadsley. Quân đội Nhật Bản đã kháng cự đến cùng nhưng không thể giữ được các hòn đảo. Mục tiêu tiếp theo của Mỹ là chuỗi đảo thuộc quần đảo Mariana, đặc biệt là Saipan, Tinian và Guam. Trong cuộc đổ bộ vào Saipan, Mỹ mang theo khoảng 127.000 binh sĩ được hỗ trợ bởi một dàn hải quân siêu mạnh, gồm 13 hàng không mẫu hạm, hộ tống bởi ít nhất 7 thiết giáp hạm, 17 tàu tuần dương cùng hàng tá các loại tàu khác. Phối hợp cùng lực lượng này là nhóm tàu chủ lực của hạm đội Thái Bình Dương với 7 thiết giáp hạm, 13 tàu tuần dương, 69 tàu khu trục và 15 hàng không mẫu hạm. Cuộc đổ bộ bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng ngày 15 tháng 6 năm 1944 với 8.000 lính thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên trên hơn 300 tàu đổ bộ. Họ đã tiến vào được bờ biển phía tây đảo Saipan lúc 9 giờ. Các đơn vị pháo binh của Nhật chuẩn bị rất cẩn thận. Điều này giúp họ ngay từ đợt giao chiến đầu tiên đã phá hủy ít nhất 20 xe lội nước và xe bọc thép, gây ra hơn 400 thương vong cho quân Mỹ. Nhưng khi trời sẩm tối, các đơn vị tiếp theo của hai sư đoàn lính thủy Mỹ đã đổ bộ được lên một khu vực rộng gần 10 km và sâu 1 km trên đảo. Quân Nhật huy động một lực lượng lớn có xe tăng yểm trợ lập tức phản công. Cuộc tấn công của Mỹ đã bị đẩy lùi với thương vong nặng nề. Ngày 16 tháng 6 năm 1944, sư đoàn bộ binh số 27 của quân đội Hoa Kỳ tiếp tục đổ bộ và tiến về sân bay Oslito. Quân Nhật một lần nữa lại tổ chức đánh trả trong đêm. Đến ngày 18 tháng 6, tướng Saito buộc phải bỏ sân bay Oslito sau khi mất hàng ngàn binh sĩ, trong khi lực lượng bảo vệ hòn đảo chỉ còn hơn 30.000 người. Cuộc tấn công hoàn toàn làm quân Nhật bất ngờ, trong khi họ tin rằng Mỹ sẽ tập kích ở phía nam. 8 giờ ngày 19 tháng 6 năm 1944, 9 hàng không mẫu hạm của Nhật cùng hàng chục tàu chiến các loại đã tổ chức 4 đợt tấn công liên tiếp nhằm đáp trả. Nó còn được biết đến với tên gọi trận chiến biển Philippines hay còn được gọi là cuộc bắn gà ở quần đảo Mariana. Tuy nhiên, Mỹ có tới 15 hàng không mẫu hạm cùng với số tàu chiến nhiều gần gấp đôi. Họ lại còn có radar hiệu quả nên những đợt tấn công của quân Nhật đều bị phát hiện sớm và Mỹ tổ chức đánh chặn khá hiệu quả. Ngay giai đoạn đầu của chiến dịch này, hàng loạt trận đánh lớn nhỏ đã diễn ra, khiến khoảng 240 máy bay của Nhật bị bắn rơi, trong khi Mỹ chỉ mất 29 máy bay. Tàu ngầm Mỹ đã tiếp tục đánh chìm 2 tàu sân bay của đối thủ, nâng tổng số hàng không mẫu hạm Nhật bị đánh chìm trong trận chiến biển Philippines này lên tới 3 tàu, khiến cho tổng số phi cơ Nhật thiệt hại trong chiến dịch lên tới 550, gần như hủy diệt toàn bộ máy bay và những phi công ưu tú nhất của Nhật tại đây. Trong khi đó, số lượng phi cơ Mỹ thiệt hại chỉ khoảng hơn 120 chiếc. Với chiến thắng của Mỹ trong trận chiến biển Philippines năm 1944, kết cục quần đảo Mariana đã được định đoạt. Tuy vẫn còn một số cuộc giao tranh, nhưng sau đó Saipan, Tinian và Guam cuối cùng cũng đã nằm trong sự khống chế của Mỹ. Câu hỏi của người Mỹ là nơi nào sẽ được chọn làm địa điểm tấn công tiếp theo? Tổng thống Franklin Roosevelt không bao giờ tự cho mình là một chiến lược gia quân sự. Ông luôn tự đặt ra các câu hỏi và thường xuyên nghe những lời khuyên và tư vấn của tham mưu liên quân. Thế nhưng, cũng có những thời điểm ông đã tự đưa ra quyết định. Điển hình là vào năm 1942, ông chốt hạ lệnh gửi quân tiếp viện đến trận chiến Guadalcanal. Và đến mùa hè năm 1944, ông lại tự đưa ra quyết định một lần nữa. Trong suốt các chiến dịch New Guinea và Mariana, Tổng thống Roosevelt đã nhận được rất nhiều lời khuyên trái chiều giữa những chỉ huy trưởng liên quân về mục tiêu tấn công tiếp theo. Vào ngày 21 tháng 7 năm 1944, Tổng thống đã tự mình giải quyết vấn đề. Ông đến Hawaii để gặp mặt hai vị chỉ huy trực tiếp cuộc chiến ở Thái Bình Dương là tướng Chester Nimitz, chỉ huy các hoạt động ở Trung Thái Bình Dương, và tướng Douglas MacArthur, thống lĩnh Tây Nam Thái Bình Dương. Tổng thống Roosevelt đã đồng ý với ý kiến của MacArthur dồn lực lượng đánh bại Nhật tại Philippines, yêu cầu tướng Nimitz bỏ qua Đài Loan để hỗ trợ MacArthur vì ông thấy lập luận mà MacArthur đưa ra là hợp lý nhất.
và gần như chắc chắn rằng chiến dịch lớn tiếp theo của Mỹ là trục xuất người Nhật ra khỏi Philippines. Vào ngày 18 tháng 7 năm 1944, sau những thất bại nặng nề ở Mariana và biển Philippines, Thủ tướng Hideki Tojo đã từ chức và để tướng Kuniaki Kojo trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Tại Nhật Bản, một đảng có chủ trương hòa bình đã cố gắng giành lấy vị trí thủ tướng, nhưng đảng này quá yếu thế nên đã không thể làm được, dù trước đó họ đã từng thành công trong việc bổ nhiệm đô đốc Mitsumasa Yonai trở thành Bộ trưởng Hải quân kiêm Phó Thủ tướng. Chính phủ Nhật Bản theo chủ nghĩa cứng rắn đã che giấu sự thất bại của Nhật và luôn nói rằng Nhật Bản đang chiến thắng trên mặt trận Thái Bình Dương. Họ sẵn sàng bắt giữ hoặc ám sát bất kỳ ai theo phái hòa bình, những người nghi ngờ Nhật Bản không thể chống lại sức mạnh của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ cũng yêu cầu phía quân đội bằng mọi cách phải giành được một chiến thắng lớn, vì vậy kế hoạch mang tên Sogo có nghĩa là chiến thắng đã ra đời. Tuy nhiên, bản chất đây là kế hoạch thiên về phòng thủ. Phần 1 của kế hoạch gọi là SO-1 là chiến dịch phòng thủ Philippines. Việc phòng thủ Philippines được giao cho quân đoàn số 14 Nhật Bản với quân số 450.000 người, trong số đó có 250.000 quân đóng trên đảo Luzon và 200.000 quân đóng tại Leyte. Tổng số máy bay trên các đảo ở Philippines là 600 chiếc. Nguyên soái Terauchi đề nghị tập trung lực lượng đánh tan quân Mỹ vừa đổ bộ, nhưng bị bác bỏ vì không biết quân Mỹ sẽ đổ bộ chính xác ở đâu nên khó điều động tập trung binh lực. Và sau đó, Bộ Tư lệnh tối cao chỉ thị cho Terauchi thực hiện kế hoạch phòng thủ chiều sâu. Trung tướng Tomoyuki Yamashita với nghệ danh Người hùng Mã Lai, do ông rất nổi tiếng với chiến công đánh chiếm các thuộc địa Anh ở Malay và Singapore, đã được điều đến Philippines làm tư lệnh thay tướng Shigenori Kuroda. Trung tướng Sosaku Suzuki được trao nhiệm vụ bảo vệ hòn đảo Mindanao và chiến trường phía nam Philippines. Vào ngày 28 tháng 8 năm 1944, lực lượng đặc nhiệm số 38 trên các hàng không mẫu hạm, thiết giáp hạm, tàu tuần dương và tàu khu trục từ quần đảo Marshall hướng về Philippines dưới sự chỉ huy của đô đốc William F. Nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm Horsey 38 là tấn công và làm suy yếu không quân Nhật Bản trên quần đảo. Tiếp theo, tướng MacArthur đưa ra kế hoạch đổ bộ lên toàn Philippines. Tuy được sự ủng hộ của Tổng thống nhưng nó vẫn chưa được chấp nhận bởi tham mưu trưởng liên quân. Vì vậy, chiến dịch trước mắt tiếp theo là đổ bộ vào miền nam Philippines, một số hòn đảo đã được xác định là mục tiêu trong một kế hoạch bí mật. Ý định của Mỹ là chiếm quần đảo Paolo Morotai và dùng chúng làm bàn đạp cho cuộc đổ bộ vào Mindanao phía nam của Philippines. Lúc này, người Nhật đang kiểm soát đảo Mindanao và đảo Leyte và thực sự họ cũng có vẻ không hề tỏ ra e sợ các hạm đội của người Mỹ. Các chiến dịch tiếp nối nhau từ tháng 8 năm 1942 đến đầu năm 1944 đã đẩy lùi quân Nhật khỏi nhiều căn cứ trên các đảo tại Nam và Trung Thái Bình Dương, đồng thời cô lập nhiều căn cứ khác, đáng kể là ở quần đảo Solomon, quần đảo Bismarck, quần đảo Admiralty, New Guinea và quần đảo Marshall, đảo Wake. Những trận chiến này gây thiệt hại về người và của cho hai bên là rất lớn. Nhưng cho dù bị thua trong các trận đánh trước đó thì phía Nhật Bản vẫn nắm quyền kiểm soát đảo Mindanao, đảo Leyte và một số đảo quan trọng khác. Với lực lượng hùng hậu của mình đóng trên những hòn đảo này, cùng với lòng tự tôn dân tộc cao độ, người Nhật sẵn sàng nghênh chiến với bất kỳ đội quân nào. Phía Mỹ lúc này đang thắng thế, họ tiếp tục tổ chức các cuộc chiến để mở rộng vùng chiếm đóng về phía nam Philippines. Để tiếp tục sự nghiệp bá chủ Thái Bình Dương của mình, Mỹ tiến đánh đảo Mindanao và đảo Leyte. Vào ngày 13 tháng 9 năm 1944, Đô đốc Horsey đã chỉ huy 1.200 máy bay không quân Mỹ tấn công các mục tiêu ở Philippines. Vào ngày hôm sau, có tới 2/3 số máy bay Nhật Bản đã bị bắn hạ. Không lãng phí thời gian, Đô đốc Horsey đã gửi tin nhắn cho trụ sở chính báo cáo rằng tại Philippines, phía Nhật Bản đã bị suy yếu và đề xuất một cuộc đổ bộ Leyte càng sớm càng tốt. Khi nhận được tin nhắn, Tổng thống Mỹ Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill đang tổ chức một hội nghị bát giác. Và khi đó, các trưởng liên quân đã quyết định cho phép tấn công Leyte vào ngày 20 tháng 10 năm 1944. Trận chiến vịnh Leyte bao gồm 4 trận hải chiến chính, trận chiến biển Sibuyan, trận chiến eo biển Surigao, trận chiến ngoài khơi đảo Sama và trận chiến ngoài khơi mũ Inguno cùng các hoạt động khác.
Để tiến đánh vịnh Leyte, Bộ Chỉ huy Mỹ đã sử dụng một hạm đội khổng lồ khiến các nhà số học chóng hết cả mặt, bao gồm 8 hàng không mẫu hạm hạng nặng, 8 hàng không mẫu hạm hạng nhẹ, 18 hàng không mẫu hạm hộ tống, 12 thiết giáp hạm, 24 tuần dương hạm, 141 khu trục hạm. Họ cũng sử dụng một số lượng lớn tàu phóng ngư lôi, tàu ngầm và các tàu phụ trợ, cùng với khoảng 1.500 máy bay. Lực lượng tham chiến của Nhật Bản trong trận chiến này mỏng hơn so với phía Mỹ khá nhiều, bao gồm 1 hàng không mẫu hạm hạng nặng, 3 hàng không mẫu hạm hạng nhẹ, 9 thiết giáp hạm, 14 tàu tuần dương hạm hạng nặng, 6 tuần dương hạm hạng nhẹ, khoảng 35 khu trục hạm và hơn 300 máy bay. Trong tháng 10 năm 1944, lực lượng Nhật dưới sự chỉ huy của Đô đốc Kurita bao gồm 5 thiết giáp hạm, 10 tàu tuần dương hạng nặng, 2 tàu tuần dương hạng nhẹ, cùng 15 tàu khu trục rời căn cứ tại Brunei. Hạm đội của Đô đốc Kurita đã vượt qua đảo Palawan vào khoảng nửa đêm ngày 22 đến rạng sáng ngày 23 tháng 10 năm 1944. Quá nhỏ cho Nhật Bản, lúc này bị hai tàu ngầm Darter và Days của Mỹ phát hiện và bám đuôi. Ít mà chơi liều để sau này số lượng nhiều thì khỏi bớt bỡ ngỡ. Với lực lượng mỏng, nhưng hai tàu ngầm Mỹ không hề run sợ trước hạm đội hùng hậu của Đô đốc Kurita. Chúng di chuyển tới phía trước đội hình tàu Nhật và tổ chức tấn công. Vậy mà không ngờ, cuộc tập kích này lại thành công một cách mỹ mãn. Lúc 5 giờ 24 phút, tàu ngầm Darter đã bắn một loạt 6 quả ngư lôi, trong đó ít nhất 4 quả đã trúng xoáy hạm của Đô đốc Kurita là chiếc tàu tuần dương hạng nặng Atago. 10 phút sau, Darter bắn trúng 2 quả là chiếc tàu chị em với Atago là chiếc Takao bằng một loạt ngư lôi khác. Vào lúc 5 giờ 56 phút, Days bắn trúng 4 quả ngư lôi và chiếc tàu tuần dương hạng nặng Maya. Atago và Maya bị chìm nhanh chóng. Tàu tuần dương hạng nặng Takao mặc dù trúng đạn nhưng không bị chìm. Nó quay trở lại Brunei với sự hộ tống của hai tàu khu trục và bị hai chiếc tàu ngầm Mỹ tiếp tục theo đuổi. Vào ngày 24 tháng 10, trong khi hai chiếc tàu ngầm tiếp tục săn đuổi chiếc tàu tuần dương bị thương, chiếc tàu ngầm Darter của người Mỹ bị mắc cạn tại bãi ngầm Bombay. Mọi nỗ lực cứu vớt nó bị thất bại nên nó bị bỏ lại. Tuy nhiên, mọi thành viên thủy thủ đoàn đều được tàu ngầm Days cứu vớt. Nhờ sự cố đối với các tàu ngầm Mỹ, Takao quay về Singapore, nơi nó ở lại cho đến hết chiến tranh. Thế nhưng, đối với tuần dương hạng nặng Atago, số phận của nó lại không được may mắn như vậy. Atago bị chìm nhanh đến mức Đô đốc Kurita buộc phải bơi khỏi con tàu để có thể sống sót. Ông được một trong các khu trục hạm Nhật vớt và sau đó chuyển cơ hiệu chỉ huy của mình sang thiết giáp hạm Yamato. Trận chiến biển Shibuyan. Cũng trong ngày 22 tháng 10 năm 1944, Đô đốc Halsey của Mỹ đã tách hai trong số các đội đặc nhiệm tàu sân bay của ông quay về căn cứ của hạm đội tại Ulithi để tiếp liệu và tái trang bị. Khoảng 8 giờ sáng ngày 24 tháng 10 năm 1944, lực lượng trung tâm của Nhật Bản bị phát hiện trong khi đang di chuyển qua biển Shibuyan và bị các phi đội máy bay từ tàu sân bay USS Enterprise thuộc hạm đội 3 của Hoa Kỳ của Halsey tấn công. Khi nhận được báo cáo của tàu ngầm Darter về việc phát hiện ra hạm đội đối phương, Đô đốc Halsey đã gọi đội đặc nhiệm của chuẩn Đô đốc Davison quay trở lại chiến trường, nhưng lại cho phép đội đặc nhiệm của Phó Đô đốc McCain, đội đặc nhiệm tàu sân bay mạnh nhất của TF-38 được tiếp tục hành trình đến Ulithi để tiếp nhiên liệu và tái trang bị. Sáng ngày 24 tháng 10, chỉ có 3 đội đặc nhiệm tàu sân bay có thể tấn công được vào lực lượng của Đô đốc Kurita. Thế nhưng, quá đen cho Mỹ, đội có vị trí thuận lợi nhất để tấn công lại là đội yếu nhất, và đó chính là đội đặc nhiệm 38.2 của chuẩn Đô đốc Bogan, với một tàu sân bay duy nhất, đó là chiếc Intrepid, cùng hai tàu sân bay hạng nhẹ. Một ngày đi tu không thể thành chính quả, nhưng một quyết định lu bu thì nhận ngay quả đắng. Việc không triệu hồi đội đặc nhiệm của Phó Đô đốc McCain một cách kịp thời đã làm suy yếu lực lượng do thiếu 4 trong số 6 tàu tuần dương hạng nặng của hạm đội 3 Hoa Kỳ cho đến hết trận chiến. Quả đắng là hạm đội 3 Hoa Kỳ bị thiệt hại gần 40% lực lượng không quân của nó trong suốt trận đánh ác liệt này. Cuối cùng, vào ngày 24 tháng 10, Đô đốc Halsey cũng triệu hồi đội đặc nhiệm của Phó Đô đốc McCain. Nhưng sự chậm trễ đó đã khiến cho đội đặc nhiệm tàu sân bay mạnh nhất của Hoa Kỳ chỉ góp được phần rất nhỏ trong trận chiến quyết định. Máy bay từ các tàu sân bay Intrepid và Cabot thuộc đội đặc nhiệm của chuẩn Đô đốc Bogan đã tấn công vào lúc 10 giờ 30 phút, đánh trúng các thiết giáp hạm Nakato, Yamato, Musashi và làm hư hại nặng chiếc tàu tuần dương Miyoko.
Một đợt tấn công thứ hai xuất phát từ những chiếc tàu sân bay cùng với các phi đội đã đánh trúng thiết giáp hạm Musashi. Khi chiếc thiết giáp hạm bị nghiêng sang mạn trái và bị buộc phải rút lui, nó tiếp tục bị trúng đạn pháo từ những chiếc tàu sân bay của phía Mỹ. Đô đốc Kurita cho hạm đội của ông quay đầu lại để ra khỏi tầm hoạt động của những chiếc máy bay tấn công. Lực lượng của ông đã bỏ lại chiếc Musashi và nó chìm. Trong khi đó, phó đô đốc Takichiro Onishi đã tung ra 3 đợt máy bay thuộc không đoàn 1 của ông đặt căn cứ tại Luzon, nhắm vào các tàu sân bay của đội đặc nhiệm 38.3 Mỹ dưới quyền chuẩn đô đốc Sherman. Máy bay của đội đặc nhiệm này có nhiệm vụ tấn công các sân bay Luzon nhằm ngăn ngừa các cuộc không kích vào tàu bè đồng minh trong vịnh Leyte. Mỗi đợt tấn công của phó đô đốc Takichiro Onishi bao gồm khoảng 50 đến 60 máy bay. Hầu hết các máy bay của Nhật đều bị đánh chặn và bắn rơi hoặc bị truy kích bởi những chiếc máy bay tiêm kích Mỹ làm nhiệm vụ tuần tra chiến đấu trên không. Trong đó đáng kể nhất là hai tốp máy bay tiêm kích từ hàng không mẫu hạm SS do Trung tá Hải quân David Mark Campbell dẫn đầu. Ông cũng là người đã bắn rơi 9 máy bay đối phương trong một phi vụ. Tuy nhiên, một máy bay ném bom bổ nhào Yokosuka D-4IGD của Nhật đã vượt qua được hàng rào phòng thủ và đến 9 giờ 38 phút đã đánh trúng tàu sân bay hạng nhẹ Princeton với một quả bom xuyên thép 250kg, gây một đám cháy nghiêm trọng trong sàn chứa máy bay của tàu sân bay Princeton. Hệ thống vòi chữa cháy tự động trên tàu đã không hoạt động, nên các đám cháy đã lan ra nhanh chóng và một loạt các vụ nổ tiếp nối đã xảy ra. Đám cháy dần được kiểm soát, nhưng đến 15 giờ 23 phút, một tiếng nổ dữ dội xuất phát từ kho chứa bom phía sau con tàu đã gây thêm nhiều thương vong trên chiếc Princeton. Tàu tuần dương USS Birmingham vốn đang cập sát từ phía sau để giúp đỡ chữa cháy, còn chịu nhiều thương vong hơn nữa với trên 300 người chết và bị thương. Birmingham bị hư hại nặng đến mức nó bị buộc phải rút lui, và một số tàu bè khác ở gần đó cũng bị hư hại. Mọi nỗ lực nhằm cứu chiếc Princeton đều bị thất bại, và cuối cùng, nó đã bị đánh đắm bởi ngư lôi từ tàu tuần dương hạng nhẹ Reno từ phía Nhật Bản. Trong ngày 24 tháng 10, hạm đội 3 Hoa Kỳ đã tung ra tổng cộng 259 phi vụ nhắm vào lực lượng trung tâm Nhật Bản. Sức mạnh của cuộc tấn công này chưa đủ để có thể vô hiệu hóa nguy cơ từ phía đô đốc Kurita. Trong ngày hôm sau đã có đến 527 phi vụ được hạm đội 3 Hoa Kỳ tung ra nhắm vào lực lượng phía Bắc, vốn yếu hơn nhiều của phó đô đốc Ozawa. Hơn nữa, phần lớn các cuộc tấn công trong biển Shibuyan chỉ hướng về một chiếc tàu chiến duy nhất, đó là thiết giáp hạm huyền thoại Musashi. Chiếc thiết giáp hạm khổng lồ bị chìm và tàu tuần dương Miyoko bị hỏng, nhưng mọi tàu chiến khác trong lực lượng của đô đốc Kurita đều còn khả năng chiến đấu. Do hậu quả từ quyết định để đời của đô đốc Hoshi, lực lượng hải quân Nhật Bản của đô đốc Kurita giờ đây đã có thể đi qua eo biển San Bernardino trong đêm đó để xuất hiện một cách bất ngờ và ngoạn mục ngoài khơi bờ biển đảo Sama. Tối ngày 24 tháng 10 năm 1944, phó đô đốc Ozawa đã hạ lệnh toàn hạm đội đổi hướng một lần nữa, quay về phía nam hướng đến Leyte. Trong khi đó, ở phía Mỹ, đô đốc Hoshi cho rằng lực lượng trung tâm của Nhật Bản đã bị vô hiệu hóa bởi các đợt không kích được máy bay hạm đội 3 Hoa Kỳ thực hiện trong ngày tại biển Shibuyan và phần còn lại đang rút lui. Ông đưa ra quyết định toàn bộ sức mạnh của hạm đội 3 Hoa Kỳ với khoảng 65 tàu chiến, một lực lượng hải quân mạnh mẽ nhất hành tinh vào lúc đó, tiếp tục hành trình lên phía Bắc, rời sau eo biển San Bernardino. Chỉ sau một ngày giao chiến trên biển Shibuyan, cả hai phía đều bị tổn thất nặng nề. Phía Mỹ thiệt hại rất nhiều tàu, trong đó đáng kể nhất là tàu sân bay Princeton bị đánh chìm, tàu tuần dương Birmingham cùng nhiều tàu hộ tống khác bị hư hỏng nặng. Riêng hạm đội 3 của họ có số máy bay bị thiệt hại lên đến ít nhất 40% lực lượng. Trong khi đó, phía Nhật Bản còn đau khổ hơn khi hầu hết máy bay tham chiến trong trận này của họ bị bắn hạ. Tàu tuần dương Miyoko bị hỏng nặng, thiết giáp hạm hàng khủng Musashi, niềm kiêu hãnh của người Nhật đã bị chìm và rất nhiều tàu khác bị đánh đắm hoặc hư hại. Trận chiến eo biển Surigao. Lực lượng phía nam của đô đốc Nishimura Nhật Bản bao gồm các thiết giáp hạm Yamashiro và Fuso, tàu tuần dương hạng nặng Mogami và 4 tàu khu trục. Chúng bị các máy bay ném bom tấn công vào ngày 24 tháng 10 nhưng chỉ bị thiệt hại nhẹ. Do lệnh cấm sử dụng liên lạc vô tuyến một cách tuyệt đối trên các lực lượng trung tâm và phía nam, đô đốc Nishimura đã không thể phối hợp sự di chuyển cùng với hạm đội của đô đốc Kurita. Khi ông đi vào eo biển hẹp Surigao lúc 2 giờ ngày 25 tháng 10 năm 1944, ông không hề hay biết
hạm đội của đô đốc Kurita vẫn còn đang trong biển Shibuyan và phải mất nhiều giờ chạy tàu mới đến được các bãi đổ bộ ở Later. Khi lực lượng phía nam của Nhật Bản tiến vào eo biển Surigao, nó không biết được là đang sa vào một cái bẫy chết người do lực lượng của hạm đội 7 Hoa Kỳ bày ra. Chuẩn đô đốc Jesse Odendorf có được một lực lượng đáng kể gồm 6 thiết giáp hạn. Còn phải kể đến các khẩu pháo 203 ly và 152 ly trên 4 chiếc tàu tuần dương hạng nặng và 4 tàu tuần dương hạng nhẹ. Ngoài ra còn các cỡ súng nhỏ và ngư lôi từ 28 tàu khu trục và 39 tàu phóng lôi PT Boat. Lúc 22 giờ 36 phút ngày 24 tháng 10, một trong những chiếc tàu phóng lôi PT 131 Mỹ phát hiện ra những con tàu chiến Nhật Bản đang đến gần. Trong hơn 3 giờ rưỡi, những chiếc tàu phóng lôi liên tiếp tấn công vào lực lượng của đô đốc Nishimura, và cho dù không đánh trúng quả nào, họ cũng đã gửi những báo cáo hữu ích cho chuẩn đô đốc Odendorf và lực lượng của ông. Khi các tàu chiến của đô đốc Nishimura tiến vào eo biển Surigao, chúng đã bị tấn công liên tục bằng các ngư lôi dữ dội từ các tàu khu trục Mỹ bố trí hai bên sườn của con đường tấn công. Vào khoảng 3 giờ 0 phút, cả hai chiếc thiết giáp hạm Nhật đều bị trúng ngư lôi. Thiết giáp hạm Yamashiro của Nhật Bản vẫn có thể tiếp tục di chuyển, nhưng chiếc Fuso bị nổ tung và bị cắt rời làm hai phần, cho dù vẫn còn nổi được. Hai trong số 4 tàu khu trục của đô đốc Nishimura bị đánh chìm, trong khi một chiếc khác bị đánh trúng nhưng còn có thể rút lui và sau đó bị chìm. Lúc 3 giờ 16 phút, radar của thiết giáp hạm West Virginia của Mỹ đã tìm thấy những chiếc tàu còn sống sót trong lực lượng của đô đốc Nishimura. Thiết giáp hạm West Virginia đã tiếp tục theo dõi khi chúng tiến đến gần trong đêm tối đen như mực. Lúc 3 giờ 53 phút, nó khai hỏa 8 khẩu pháo chính 405 ly ở khoảng cách 21 km bắn trúng chiếc thiết giáp hạm Yamashiro của Nhật với loạt đạn đầu tiên và tiếp tục nã đạn thêm 93 quả đạn pháo. Đến 3 giờ 55 phút, hai chiếc thiết giáp hạm California và Tennessee của Mỹ tham gia nã 69 và 63 phát đạn 355 ly tương ứng. Hệ thống radar điều khiển hỏa lực cho phép các thiết giáp hạm Mỹ bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách xa đến mức các thiết giáp hạm Nhật với hệ thống điều khiển hỏa lực lạc hậu không thể bắn trả lại. Ba chiếc thiết giáp hạm còn lại của Mỹ, do được trang bị loại radar điều khiển hỏa lực ít tiên tiến hơn, đã gặp khó khăn trong việc tìm ra vị trí khai hỏa. Thiết giáp hạm Maryland của Mỹ cuối cùng đã thành công qua việc nhận ra mục tiêu bằng mắt thường nhờ ánh chớp của các quả đạn pháo từ các tàu khác đã có thể nã 48 phát đạn 405 ly. Thiết giáp hạm Pennsylvania không thể tìm ra mục tiêu nên các khẩu pháo của nó đã nằm im trong cả trận đánh. Thiết giáp hạm Mississippi của Mỹ chỉ tìm ra giải pháp vào những phút cuối cùng của trận đánh và chỉ bắn được một loạt đạn pháo 12 quả 355 ly. Đây là loạt đạn pháo cuối cùng mà nó bắn ra được trước khi bị hư hại nặng do trúng hỏa lực từ phía Nhật Bản. Hai thiết giáp hạm Yamashiro và Mogami của Nhật Bản đã bị phá hỏng bởi các quả đạn pháo xuyên thép 405 ly và 355 ly, cũng như hỏa lực của các tàu tuần dương của chuẩn đô đốc Odendorf. Tàu khu trục Shigure của Nhật Bản quay mũi và chạy trốn, nhưng không lâu sau bị mất lái và chết đứng tại chỗ. Yamashiro bị đánh chìm lúc 4 giờ 20 phút, đô đốc Nishimura tử trận cùng con tàu. Thiết giáp hạm Mogami và tàu khu trục Shigure rút lui về phía nam vượt qua eo biển. Tốp phía sau lực lượng phía nam của Nhật Bản, lực lượng tấn công thứ hai do Phó Đô đốc Shima chỉ huy đã đi đến eo biển Surigao khoảng 64 km phía sau đô đốc Nishimura. Chúng cũng chịu đựng những đợt tấn công của các tàu phóng lôi PT Mỹ và tàu tuần dương hạng nhẹ Abukuma của Nhật đã trúng phải một quả ngư lôi khiến cho nó lạc lối khỏi đội hình. Hai chiếc tàu tuần dương hạng nặng Nachi và Ashikara của Nhật đã cùng 8 tàu khu trục sau đó tìm thấy những gì còn lại của lực lượng đô đốc Nishimura. Nhìn thấy những thứ mà ông nghĩ là phần còn lại của cả hai chiếc thiết giáp hạm của đô đốc Nishimura, Phó Đô đốc Shima đã ra lệnh rút lui. Xoáy hạm của ông là chiếc Nachi đụng phải thiết giáp hạm Mogami, làm ngập nước phòng bánh lái của chiếc Mogami, khiến chiếc tàu tuần dương bị tụt lại phía sau trong cuộc tháo chạy. Nó bị máy bay Mỹ đánh chìm vào sáng ngày hôm sau. Chiếc thiết giáp hạm Fuso của Nhật Bản đã bị hỏa lực tàu tuần dương Louisville của Mỹ đánh chìm. Trong số 7 chiếc tàu của đô đốc Nishimura, chỉ còn lại chiếc khu trục Shigure sống sót. Hạm đội của Phó Đô đốc Shima trải qua các trận Surigao hầu như vẫn sống sót, nhưng sau đó chúng đã bị đánh chìm trong các trận đụng độ tiếp theo chung quanh Later. Trận chiến eo biển Surigao diễn ra suốt đêm từ ngày 24 tháng 10 đến rạng sáng ngày 25 tháng 10 năm 1944 là một trong những trận quyết đấu vô cùng ác liệt giữa các thiết giáp hạm lần cuối trong lịch sử. Phía Nhật Bản tổn thất nặng nề, rất nhiều thiết giáp hạm, tàu tuần dương, tàu khu trục,
các tàu nhỏ bị đánh chìm hoặc hư hỏng nặng. Trong số đó phải kể tới hai thiết giáp hạm hàng khủng là Yamashiro và Fuso cùng tàu tuần dương hạng nặng Mogami đã bị đánh chìm. Về phía Mỹ, trong cuộc giao tranh này, họ tổn thất ít hơn so với Nhật Bản. Một số thiết giáp hạm, tàu tuần dương hạm, tàu phóng lôi bị hư hại và một số tàu nhỏ bị đánh chìm. Điển hình là thiết giáp hạm số nhỏ Mississippi. Mặc dù hai cuộc chiến ở biển Shibuyan và eo biển Surigao đã diễn ra vô cùng ác liệt, với hàng nghìn binh sĩ thiệt mạng, hàng loạt tàu thuyền, vũ khí, đạn dược, máy bay bị phá hủy. Thế nhưng, hai trận hải chiến tiếp theo ở ngoài khơi đảo Sama, tại mũi Ingano còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Trải qua hai cuộc đối đầu vô cùng khủng khiếp, đó là trận chiến trên biển Shibuyan và trận chiến eo biển Surigao, Nhật Bản thực sự đã thiệt hại nặng nề hơn khá nhiều so với Mỹ. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày, cả hai bên đã có rất nhiều tàu bị đánh chìm, máy bay bị bắn hạ và hàng ngàn thương vong. Tại trận chiến biển Shibuyan, đáng kể nhất là tàu sân bay Princeton Mỹ và thiết giáp hạm hàng khủng Musashi Nhật Bản đã bị đánh chìm. Chỉ riêng hạm đội 3 Hoa Kỳ, số máy bay thiệt hại đã lên đến ít nhất 40% lực lượng tham chiến. Còn tại trận chiến eo biển Surigao thì thiệt hại cũng vô cùng nặng nề, phải kể tới hai thiết giáp hạm hàng khủng Yamashiro, Fuso cùng tàu tuần dương hạng nặng Mogami của Nhật Bản và thiết giáp hạm Mississippi của Mỹ đã bị đánh chìm. Cho dù về mặt trang bị và quân số, Nhật Bản có phần lép vế hơn so với Mỹ, nhưng tinh thần chiến đấu của họ vẫn rất cao, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến tới cùng với bất kỳ đội quân nào. Vì vậy, để có thể đổ bộ lên đảo Later thành công, phía Mỹ buộc phải tiếp tục tổ chức thêm các trận đánh dữ dội ngoài khơi nhằm tiêu diệt triệt để lực lượng hải quân vẫn còn rất mạnh của Nhật Bản. Trận chiến ngoài khơi Samar. Đô đốc Hoji đã quyết định tung toàn lực lượng của hạm đội 3 Hoa Kỳ lên phía Bắc để tấn công các tàu sân bay Nhật thuộc lực lượng phía Bắc của Phó Đô đốc Ozawa đã bỏ trống eo biển San Bernardino hoàn toàn không được bảo vệ. Vì vậy, lực lượng trung tâm của Đô đốc Kurita phía Nhật Bản đã vượt ra khỏi eo biển San Bernardino mà không bị kháng cự vào lúc 3 giờ ngày 25 tháng 10 năm 1944 và di chuyển về phía Nam dọc theo bờ biển phía đông đảo Summer. Đường đi của họ chỉ được phòng thủ bởi 3 đơn vị đặc nhiệm tàu sân bay hộ tống của hạm đội 7 Hoa Kỳ dưới các tên gọi đội đặc nhiệm Taffy 1, 2 và 3, gồm tổng cộng 16 tàu sân bay hộ tống nhỏ, chậm chạp và vỏ giáp rất yếu, cùng lực lượng hộ tống yếu kém, gồm những tàu khu trục nhỏ, hỏa lực yếu, không có vỏ giáp tốt và các tàu khu trục hộ tống nhỏ hơn nữa. Cần nói thêm rằng, tàu sân bay hộ tống tiêu biểu thường chỉ dài bằng khoảng 1/2, trọng lượng choán nước và số máy bay mang theo chỉ bằng khoảng 1/3 so với tàu sân bay hạm đội. Trong khi chậm hơn, mang theo ít máy bay hơn, được vũ trang và bảo vệ kém, tàu sân bay hộ tống có ưu thế chủ yếu là chi phí thấp và tốc độ chế tạo nhanh, do chúng chủ yếu được cải tiến từ tàu vận tải đã đóng xong từ trước. Tàu sân bay hộ tống có thể đóng với số lượng nhiều chính là một giải pháp tạm thời khi thiếu hụt tàu sân bay lớn. Tuy nhiên, việc được bảo vệ kém khiến chúng trở nên mong manh và nhiều chiếc đã bị đánh chìm với tổn thất nhân mạng lớn. Cho dù đã phải chịu đựng những thiệt hại do các hoạt động tại eo biển Palawan và biển Shibuyan, lực lượng trung tâm Nhật Bản vẫn còn rất mạnh, bao gồm 4 thiết giáp hạm, kể cả chiếc Yamato siêu to khổng lồ, 6 tàu tuần dương hạng nặng, 2 tàu tuần dương hạng nhẹ và hàng tá tàu khu trục khác. Ngoại trừ lực lượng đặc nhiệm số 38 của Mỹ, hạm đội trung tâm của Nhật Bản được coi là một trong những lực lượng hải quân mạnh mẽ nhất hành tinh vào lúc đó, có thể sánh ngang với lực lượng yểm trợ hỏa lực thuộc hạm đội 7 Hoa Kỳ do chuẩn đô đốc Odendorf chỉ huy. Chỉ tính riêng Yamato, thiết giáp hạm khủng nhất và hùng mạnh nhất, có lượng rẽ nước bằng tất cả các tàu chiến của đội đặc nhiệm Taffy 3 cộng lại. Lúc 6 giờ 27 phút sáng ngày 25 tháng 10 năm 1944, khi hạm đội Nhật Bản đang ở phía đông bờ biển đảo Summer, họ phát hiện ra tàu sân bay Mỹ, đô đốc Kurita gửi một bản vô tuyến điện về Bộ Tư lệnh Hạm đội Liên Hợp. Nhờ trời giúp chúng tôi có cơ hội để tiến công hạm đội Mỹ, đánh tàu sân bay trước và tiêu diệt hạm đội còn lại phía sau. Trước mặt họ là một phân đội gồm 6 tàu sân bay hộ tống loại nhỏ và 7 khu trục hạm do chuẩn đô đốc Clifton Sprague chỉ huy thuộc hạm đội 7 Hoa Kỳ đang làm nhiệm vụ yểm trợ cho các tàu đổ bộ Mỹ ở vịnh Later. Lực lượng của đô đốc Kurita đã bắt gặp đơn vị đặc nhiệm Taffy 3 của chuẩn đô đốc Clifton Sprague một cách hoàn toàn bất ngờ. Đô đốc Kurita cho rằng mình vừa tìm thấy một đội tàu sân bay thuộc hạm đội 3 Hoa Kỳ của đô đốc Horsey.
ông nhanh chóng sắp xếp những tàu chiến của mình để tác chiến. Đúng 6 giờ 58 phút, hải pháo của thiết giáp hạm Yamato của Nhật đã khai hỏa, bắn ra những trái đạn khủng, mỗi quả nặng tới 1,6 tấn. Đô đốc Kurita ra lệnh tổng tấn công, mọi tàu Nhật đổ xô vào sâu xé đối thủ. Tàu khu trục Johnston của Mỹ lúc đó đang ở gần đối phương nhất. Chỉ huy con tàu là Trung tá Hải quân Ernest Evans lái con tàu của mình hướng thẳng vào đối thủ hết tốc lực. Chiếc Johnston phóng ra một chùm ngư lôi, hai trái trúng tuần dương hạm Kumano của Nhật Bản. Trong khi đó, tàu khu trục Johnston cũng trúng đạn pháo 1,6 tấn và hư hại nặng. Thấy vậy, chuẩn đô đốc Sprague đã tung toàn bộ lực lượng tàu hộ tống còn lại của đội đặc nhiệm Taffy 3 vào cuộc giao tranh. Các tàu khu trục hộ tống của đội đặc nhiệm Taffy 3 đã tấn công với chủ định tự sát, thu hút về phía mình hỏa lực của đối phương và phá vỡ đội hình tàu chiến Nhật khi họ phải chuyển hướng để tránh những quả ngư lôi. Khu trục hạm Hall nhắm vào chiếc khu trục hạm Haguro của Nhật, phóng một loạt quả ngư lôi, nhưng sau đó bị đạn hải pháo trúng buồng máy. Khu trục hạm Hammen phía Mỹ cũng nhắm vào chiếc Haguro, phóng một loạt ngư lôi, nhưng chiếc này tránh được. Tàu khu trục Hall thì bị tuần dương hạm hạng nặng Congo của Nhật cố tình đụng trúng và chìm. Chuẩn đô đốc Sprague đã quyết tâm chơi khô máu với Nhật Bản. Ông ra lệnh cho tất cả 6 chiếc tàu sân bay hộ tống của 3 đơn vị đặc nhiệm Taffy tung toàn bộ máy bay với bất kỳ vũ khí nào đang có, ngay cả khi chúng chỉ có súng máy hay mìn sâu chống tàu ngầm. Ông có tổng cộng khoảng 450 máy bay dưới quyền, đa số là máy bay tiêm kích M2 Wildcat và máy bay ném bom ngư lôi TBM Avenger. Cuộc không kích phản công tiếp diễn không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, hỏa lực của Nhật Bản đã đáp trả vô cùng dữ dội, buộc những chiếc tàu sân bay của đội đặc nhiệm Taffy 3 quay về hướng Nam và rút lui trong màn đạn pháo. Tàu sân bay Gambier Bay thuộc Hải quân Mỹ di chuyển về phía cuối đội hình và tụt lại. Một quả bom rơi xuống xuyên thủng boong tàu, nổ ở buồng máy chiếc Gambier Bay, khiến chiếc này bị loại khỏi vòng chiến và chìm lúc 8 giờ 45 phút. Hầu hết các tàu sân bay khác của Mỹ đều bị hư hại. Sự kháng cự quyết liệt của phía Mỹ đã làm cho phía Nhật nghĩ rằng họ đang phải đương đầu với một hạm đội chủ lực, chứ không phải là những tàu sân bay hộ tống và tàu khu trục. Phía Mỹ tấn công mạnh mẽ bằng máy bay và ngư lôi, làm cho đội hình chiến đấu của Nhật Bản bị mất kiểm soát nghiêm trọng. Xoáy hạm Yamato của đô đốc Kurita bị buộc phải quay mũi về hướng Bắc để tránh các quả ngư lôi, nên bản thân đô đốc Kurita không thể bắt nhịp với những diễn tiến trận đánh. Đô đốc Kurita bất ngờ tách ra khỏi trận đánh và ra lệnh mọi con tàu theo ông về hướng Bắc để nhằm tập hợp lại hạm đội mất trật tự của mình. Sau khi ổn định, hạm đội Nhật Bản lại quay ngược lại, hướng về phía nam khu vực Vịnh Leyte một lần nữa. Báo cáo tác chiến của đô đốc Kurita cho biết, ông nhận được một bức điện sai lầm thông báo một nhóm tàu sân bay Mỹ đang hướng lên phía Bắc nhằm vào ông. Đô đốc Kurita tung lực lượng ra truy đuổi và do đó đã lỡ mất cơ hội tiêu diệt những tàu bè đổ bộ trong Vịnh Leyte. Với khả năng thả thính chuyên nghiệp, hạm đội của Phó Đô đốc Ozawa đã dụ dỗ được lực lượng hạm đội 3 Hoa Kỳ do Đô đốc Honshi chỉ huy tách ra khỏi Vịnh Leyte. Nhưng cũng trong thời gian đó, Đô đốc Kurita của Nhật Bản không biết được kế hoạch của Phó Đô đốc Ozawa, nên ông vẫn tin là mình đang đối đầu với các đơn vị của hạm đội 3 Hoa Kỳ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, lúc 12 giờ 35 phút, Đô đốc Kurita hạ lệnh cho đoàn chiến hạm của ông quay về phía Bắc để tìm tiêu diệt các tàu sân bay Mỹ. Theo đuổi mục tiêu đó, Đô đốc Kurita đã bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt đoàn quân đổ bộ Mỹ và để họ có cơ hội lọt vào Vịnh Leyte. Đúng ra, lực lượng đột kích của Đô đốc Kurita có thể tiêu diệt xong đoàn tàu đổ bộ Mỹ trong Vịnh rồi mới phải quay ra đối phó với hạm đội thứ 7 Hoa Kỳ. Tại thời điểm đó, thành phần thuộc lực lượng hạm đội 7 đóng chốt tại đây cũng không quá mạnh. Trong số 6 thiết giáp hạm của chuẩn đô đốc Odendorf thì 5 chiếc là những tàu cũ từng bị đánh đắm hoặc bị trọng thương ở Trân Châu Cảng, mới được trục vớt lên và sửa chữa lại. Người Nhật sẽ tiếc nuối khi biết rằng đoàn tàu đổ bộ Mỹ ở Vịnh Leyte lúc bấy giờ vẫn chưa chuyển hết số vũ khí quân trang lên bờ. Trong số đó có 23 tàu đổ bộ LST chở xe tăng, 28 tàu vận tải cỡ 22.000 tấn chở các vì sắt lót đường băng và các vật liệu khác để lập sân bay dã chiến. Nếu số tàu này bị đánh chìm, thì như tướng Douglas MacArthur đã thừa nhận, đạo quân Mỹ đã đổ bộ sẽ bị đặt vào tình thế rất hiểm nghèo. Đô đốc Kurita đã cố đuổi theo và chiến đấu với đoàn tàu thuộc một phần nhỏ của hạm đội 7 Hoa Kỳ, chứ không phải mục tiêu ông mong muốn là đội quân hùng hậu của hạm đội 3 Hoa Kỳ. Sau cuộc giao tranh ác liệt giữa hai bên, cuối cùng Đô đốc Kurita rút lui về hướng eo biển San Bernardino. Trong trận đánh đó, tất cả mọi nhầm lẫn đều được trả giá bằng tiền mặt. 3 tàu tuần dương hạng nặng của ông đã bị đánh chìm,
và sự kháng cự kiên quyết của Mỹ đã khiến ông cảm thấy tiếp tục tấn công chỉ đem lại thêm nhiều thiệt hại cho phía Nhật Bản. Hầu hết lực lượng còn sống sót của đô đốc Kurita đã rút lui thành công. Đô đốc Honshi và các thiết giáp hạm của hạm đội 3 Hoa Kỳ đã quay về quá trễ để có thể chặn được họ. Các thiết giáp hạm Nagato, Haruna và Kongo bị hư hỏng nặng bởi ngư lôi của lực lượng hộ tống đơn vị đặc nhiệm Taffy 3. Đô đốc Kurita đã bắt đầu trận chiến với 5 thiết giáp hạm, nhưng trên đường quay trở về chỉ có thiết giáp hạm Yamato còn khả năng chiến đấu đầy đủ. Khi các hoạt động tác chiến liều lĩnh trên mặt biển đi vào giai đoạn kết thúc, Phó Đô đốc Takichiro Onishi đã đưa lực lượng tấn công đặc biệt của Nhật Bản vào hoạt động, tung các đợt tấn công cảm tử Kamikaze và hàng loạt tàu bè đồng minh trong vịnh Leyter và các đơn vị tàu sân bay hộ tống ngoài khơi Samar. Trong cuộc giao tranh ác liệt ngoài khơi Samar, cả hai phía Mỹ-Nhật đều thiệt hại rất nặng nề. Rất nhiều thiết giáp hạm, tàu khu trục và các tàu nhỏ của hai bên tham gia chiến đấu đều bị đánh chìm hoặc hư hỏng. Lực lượng không quân tham chiến trong trận này của họ bị bắn hạ rất nhiều, thương vong vô số. Điển hình như các thiết giáp hạm của Nhật Bản là Nagato, Haruna và Kongo bị hư hỏng nặng. Một số tài liệu cho rằng Nhật tổn thất ít nhất 3.000 binh sĩ tinh nhuệ. Về phía Mỹ, hai tàu khu trục Hall và Johnston cùng tàu khu trục hộ tống Samuel Roberts đã bị đánh chìm và 4 tàu chiến khác bị hư hại. Ít nhất hơn 1.000 thủy thủ và phi công đã tử trận trong cuộc giao tranh này. Do thông tin liên lạc cắt đứt cùng các sai lầm khác, một số lớn những người sống sót thuộc đội đặc nhiệm Taffy 3 đã không được cứu vớt trong nhiều ngày. Trận chiến ngoài khơi mũi Ingano. Lực lượng phía Bắc của Phó Đô đốc Ozawa bao gồm 4 tàu sân bay Zukaku, Zuiho, Chitose, Chiyoda và 2 thiết giáp hạm Hyuga và Ise, 3 tàu tuần dương hạng nhẹ Oyodo, Tama và Isuzu, cùng 9 tàu khu trục. Lực lượng này chỉ có tổng cộng 108 máy bay. Phó Đô đốc Ozawa đã chỉ huy lực lượng của mình tiến tới mũi Ingano mà không hề bị phía Mỹ phát hiện ra. Chiều tối ngày 24 tháng 10, Phó Đô đốc Ozawa đã bắt được một bức điện Mỹ thông tin về cuộc rút lui của Đô đốc Kurita. Do đó, ông cũng bắt đầu rút lui lực lượng của mình. Nhưng đến 20 giờ, tư lệnh hạm đội Liên hợp Nhật Bản Soemu Toyoda đã ra lệnh cho mọi lực lượng phải tấn công hết mình. Vì thế, Phó Đô đốc Ozawa lại cho quay mũi về hướng Nam tiếp cận hạm đội 3 của Hoa Kỳ. Lực lượng mà Đô đốc Honshi mang theo hướng lên phía Bắc bao gồm 3 đội tàu sân bay trong lực lượng đặc nhiệm số 38 Mỹ, một ưu thế áp đảo hơn hẳn so với lực lượng phía Bắc của Nhật Bản. Chúng bao gồm 5 tàu sân bay hạm đội Intrepid, Franklin, Lexington, Enterprise và SS, 5 tàu sân bay hạng nhẹ, 6 thiết giáp hạm, 8 tàu tuần dương, 2 hạng nặng và 6 hạng nhẹ, cùng với hơn 40 tàu khu trục. Lực lượng không quân trên 10 tàu sân bay Mỹ có khoảng trên 600 đến 1.000 máy bay. Lúc 2 giờ 40 phút ngày 25 tháng 10 năm 1944, Đô đốc Honshi cho tách ra lực lượng đặc nhiệm 34, hình thành chung quanh 6 thiết giáp hạm của hạm đội 3 Hoa Kỳ và được chỉ huy bởi Phó Đô đốc Willis A. Lee. Khi trời sắp sáng, tàu chiến của lực lượng đặc nhiệm số 34 tiến lên phía trước các tàu sân bay. Đô đốc Honshi dự định tung ra các cuộc không kích rồi tiếp nối bằng các khẩu pháo hạng nặng trên các tàu chiến của Phó Đô đốc Lee. Lúc bình minh ngày 25 tháng 10, Phó Đô đốc Ozawa với quan điểm được ăn cả, ngã nằm im đã tung hầu hết các lực lượng không quân của mình, khoảng 75 máy bay để chơi tới bến với hạm đội 3 Hoa Kỳ. Đa số các máy bay Mỹ làm nhiệm vụ tuần tra chiến đấu trên không bị bắn rơi, nhưng may thay không gây thiệt hại gì cho các tàu Mỹ. Các máy bay Nhật cũng bị Mỹ đáp trả dữ dội. Một số ít máy bay Nhật sống sót đã tìm cách hạ cánh trên các sân bay tại đảo Luzon. Đô đốc Honshi đã ra lệnh cho các tàu sân bay tung ra đợt tấn công thứ nhất, gồm 180 máy bay vào lúc bình minh trước khi tìm ra vị trí của lực lượng phía Bắc Nhật Bản. Khi máy bay trinh sát Mỹ tìm thấy mục tiêu lúc 7 giờ 10 phút, lực lượng tấn công bắt đầu bay vòng tròn vây quanh hạm đội đối phương. Lúc 8 giờ, cuộc tấn công mở màn khi các máy bay tiêm kích theo hộ tống đã tiêu diệt lực lượng tuần tra chiến đấu trên không của Phó Đô đốc Ozawa gồm khoảng 30 máy bay. Cuộc tấn công tiếp tục đến chiều tối khi lực lượng đặc nhiệm số 38 thực hiện tổng cộng 527 phi vụ nhắm vào lực lượng phía Bắc Nhật Bản, đánh chìm tàu sân bay Zukaku và các tàu sân bay hạng nhẹ Chitose và Zuiho cùng tàu khu trục Akizuki. Tàu sân bay Chiyoda và tàu tuần dương Tama Nhật Bản bị hư hại. Phó Đô đốc Ozawa phải chuyển cờ hiệu của mình sang tàu tuần dương hạng nhẹ Oyodo. Sau khi nhận được điện cầu cứu của đội đặc nhiệm Taffy 3,
Đô đốc Holmesy đã cho lực lượng đặc nhiệm số 34 quay mũi về phía nam hướng đến Summer. Nhưng quay về quá trễ, nên lực lượng đặc nhiệm số 34 đã không thể làm gì ngoài việc cứu vớt những người còn sống sót của đội đặc nhiệm Taffy 3 và cũng quá trễ để có thể đánh chặn lực lượng của đô đốc Kurita trước khi họ thoát qua eo biển San Bernardino. Sau đó, đô đốc Horsey đã thành lập một đội đặc nhiệm mới TG-34.5 do chuẩn đô đốc Badger chỉ huy. Lực lượng này vội vã chạy về phía nam đuổi theo các thiết giáp hạm của đô đốc Kurita. Cuối cùng, tàu tuần dương và tàu khu trục của đội đặc nhiệm 34.5 Mỹ cũng bắt gặp và đánh chìm tàu khu trục Nuwaki, kẻ tụt hậu cuối cùng trong đội hình lực lượng trung tâm Nhật Bản, ngoài khơi eo San Bernardino. Khi đô đốc Holmesy cho quay mũi lực lượng đặc nhiệm số 34 về hướng nam lúc 11 giờ 15 phút, ông cho tách ra một lực lượng gồm 4 tàu tuần dương và 9 tàu khu trục, do chuẩn đô đốc Dubose chỉ huy và sát nhập chúng vào lực lượng đặc nhiệm số 38. Hải quân Mỹ tiếp tục truy đuổi phần còn lại của lực lượng phía Bắc Nhật Bản. Các tàu tuần dương đã kết liễu một chiếc tàu sân bay hạng nhẹ Chiyoda Nhật Bản lúc khoảng 17 giờ và đến 20 giờ 59 phút thì đánh chìm được tàu khu trục Hatsuzuki sau một trận đọ súng kịch liệt. Khi đô đốc Ozawa biết được sự bố trí lực lượng tương đối yếu của chuẩn đô đốc Dubose, ông ra lệnh cho các thiết giáp hạm IC và Hyuga quay mũi về phía nam để tấn công với một hỏa lực mạnh hơn hẳn. Nhưng quá đen, họ đã không tìm thấy được nhóm của chuẩn đô đốc Dubose. Đô đốc Holmesy cho rút tất cả 6 thiết giáp hạm của phó đô đốc Lee về trợ giúp hạm đội 7 Hoa Kỳ, vô tình đã đẩy lực lượng đặc nhiệm tàu sân bay 38 của Mỹ vào nguy cơ bị phản công bởi một hạm đội tàu nổi của lực lượng phía Bắc Nhật Bản. Vào khoảng 23 giờ 10 phút, tàu ngầm Mỹ Jalao phóng ngư lôi đánh chìm tàu tuần dương hạng nhẹ Tama trong lực lượng của phó đô đốc Ozawa. Đây là hoạt động tác chiến cuối cùng trong trận chiến mũi Ingano. Và ngoại trừ một số đợt không kích vào hạm đội Nhật Bản đang rút lui trong ngày 26 tháng 10, cũng là đang hoạt động kết thúc trận chiến vịnh Later. Kết thúc trận hải chiến tại mũi Ingano, phía Nhật Bản thiệt hại nặng nề, rất nhiều tàu bị đánh chìm hoặc hư hỏng nặng. Các máy bay tham chiến trong trận này hầu như bị bắn hạ. Thương vong về mặt quân sĩ là rất lớn. Điển hình phải kể tới chiếc tàu sân bay hàng khủng Zukaku, các tàu sân bay hạng nhẹ Chitose và Zuiho, tàu khu trục Akizuki, tàu tuần dương hạng nhẹ Tama bị đánh chìm. Phía Mỹ tuy tổn thất ít hơn phía Nhật, nhưng cũng có khá nhiều tàu bị chìm hoặc hư hỏng nặng. Đa số máy bay làm nhiệm vụ tuần tra và tham chiến tại trận này bị bắn hạ. Trong toàn bộ trận chiến vịnh Later khủng khiếp bậc nhất lịch sử này, phía Mỹ đã tổn thất ít nhất 3.000 binh sĩ, một hàng không mẫu hạm hạng nhẹ, hai hàng không mẫu hạm hộ tống, hai khu trục hạm, một khu trục hạm hộ tống đã bị đánh chìm và có một hàng không mẫu hạm, một khu trục hạm bị hư hỏng nặng, ít nhất trên 200 máy bay bị bắn rơi. Trong khi đó, Nhật Bản đã tổn thất vô cùng nặng nề, ít nhất là 10.500 binh sĩ bị thiệt mạng, một hàng không mẫu hạm hạng nặng, ba hàng không mẫu hạm hạng nhẹ, ba thiết giáp hạm, 8 tuần dương hạm cùng 12 khu trục hạm bị đánh chìm và ít nhất 300 máy bay đã bị phá hủy. Ngoài ra, còn hàng tá các tàu chiến loại nhỏ khác của hai bên đã nằm lại mãi mãi trong lòng đại dương. Trận chiến vịnh Later đã giúp cho phía Mỹ đổ bộ thành công lên đảo Later. Tuy nhiên, cuộc chiến trên bộ vẫn còn tiếp diễn gay go cho đến khi đồng minh kiểm soát hoàn toàn hòn đảo vào cuối tháng 12 năm 1944. Trận Later trên bộ được tiến hành song song với các chiến dịch trên không và ngoài biển. Trong đó, quân Nhật nỗ lực tăng viện và tiếp tế cho quân đội tại Later, trong khi đồng minh ra sức ngăn cản và giành ưu thế trên không và trên biển cho một loạt các cuộc đổ bộ lên vịnh Ormoc. Các cuộc đụng độ thường được biết đến dưới cái tên gọi là trận chiến vịnh Ormoc. Hải quân Đế quốc Nhật Bản đã chịu đựng một trong những tổn thất to lớn nhất kể từ thời đại Minh trị Duy Tân. Thất bại của họ không đánh đuổi được lực lượng đồng minh khỏi Later, đồng nghĩa với việc mất Philippines là điều không thể tránh khỏi, và điều này sẽ dẫn đến việc Nhật Bản sẽ bị cắt đứt khỏi những lãnh thổ chiếm đóng tại Đông Nam Á. Những nơi này đang cung cấp nguồn nguyên liệu sống còn cho Nhật Bản, đặc biệt là xăng dầu cho tàu chiến và máy bay, và vấn đề này sẽ càng thêm trầm trọng về các xưởng tàu và nguồn tiếp nhiên liệu khác như đạn dược đều ở ngay tại chính quốc Nhật Bản. Cuối cùng, việc mất Later đã mở đường cho việc quân đồng minh tấn công quần đảo Ryukyu trong năm 1945. Hầu hết lực lượng tàu nổi của Hải quân Nhật quay trở về căn cứ của chúng trong trạng thái hư hỏng, hầu như không hoạt động cho đến hết chiến tranh. Chiến dịch duy nhất của các tàu chiến này từ lúc trận chiến vịnh Later kết thúc cho đến khi Nhật Bản đầu hàng là chuyến đi thảm họa và bi đát vào tháng 4 năm 1945 trong chiến dịch Tenko, khi thiết giáp hạm Yamato cùng một số tàu hộ tống bị các tàu sân bay Mỹ tiêu diệt.
Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GSGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.